Cái clip này em sẽ gửi đến cho anh Trí Cảnh này. Và trước khi gửi tới thì anh chị hãy nghe Trí Cảnh nói nha. Bây giờ sao quá đáng sợ cho mọi người. Bây giờ nói chung là Trí Cảnh cảm thấy rất là lo lắng cho Hồng Loan. Thứ nhất là lý do tại sao mà những cái người ở bên kia tự nhiên cái kéo về nguyên một bên gì. Không biết tự dưng cái sao mà bên kia kéo về ông Sạch Thành về, bà Dân Tiên về, rồi ông Lê Tính đâu về, tự dưng kéo về cả đống gì trời. Và không biết có cái mục đích gì nữa. Mọi người thấy bây giờ sao tự dưng nguyên một đám như vậy đó, trời ơi, mình tự dưng mình thấy sợ quá, tự dưng thấy thầm lo thôi. Mày mạnh mẽ lên cho tao một cái coi, mạnh mẽ lên, mày phải sợ sợ cái gì nè. Clip này thật sự là anh gửi tới em này. Và anh tặng cho em thêm một câu. Nước á, mà lắng càng lâu thì mới có biết được là nước trong và nước đục. Ok không? Cho nên bây giờ á, cái thành phần dơ giấy thì nó sẽ tập trung lại những nơi dơ giấy. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đúng không? Những thành phần dơ giấy nó sẽ tập trung lại một chỗ. Chẳng hạn như bây giờ em nói đó, cái con Phượng, đúng không? Nó xuống nó chơi với thằng Thám Thử Cung bốn lầu chứ quên. Cái con Phượng ấy, nó xuống nó chơi với thằng bốn lầu. Thì anh hỏi em đi nha. Trước đây thằng Thám Tử bốn lầu nó chửi mẹ con nó không ra cái gì hết. Bữa nay nó xách đầu đi xuống đó. Thì em nghĩ nó là sao? Thì đó là cái thành phần dơ giấy, thì nó chơi, nó gộp lại một đống dơ giấy để nó chơi lại với nhau thôi. Đúng chưa? Đúng không? Rồi cái thằng Lê Tính cũng vậy. Hồi trước cũng chửi mẹ con Phượng vậy. Rồi bây giờ nó chơi lại với nhau thì cái thứ dơ giấy thì nó chỉ là chơi với dơ giấy thôi. Đó. Cho nên nước mà lắng càng lâu thì mới biết nước nào trong, nước nào độc. Bây giờ cho nó lặng đi. Cứ để cho nó lặng đi. Rồi thành phần nào dơ giấy thì mình loại bỏ nó thôi. Đơn giản vậy thôi. Có đâu phải sợ, có đâu phải ngại, đúng không? Nước trong mới dùng được, còn nước đục chỉ đổ đi nha. Vậy thôi, ta gọi là nước thải mà. Đơn giản. Mạnh mẽ lên, không có gì phải sợ. Mày yếu đuối quá nha, hả?